Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của Việt Di Chú TV Như vậy hôm nay ngày 9 tháng 4 và chúng ta đã có lệnh visa tháng 5 năm 2024 à, Và rất là chúc mừng các bạn, tất cả các diện đều tăng Đức visa tháng 5 năm 2024 Vào tháng 5 năm 2024, diện F1 tức là diện à, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Hiện tại là ngày 8 tháng 7 năm 2015, tức là tăng 150 ngày so với tháng 4. Được biết ra tháng 5 năm 2024 của việc F2A, tức là thường chủ nhân bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, hoặc là thường chủ nhân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Tháng 5 là ngày 1 tháng 6 năm 2021, tức là tăng 266 ngày. F2B, tức là thường chủ nhân bảo lãnh cho con 21 tuổi, tăng đến ngày 1 tháng 4 năm 2016, tăng 131 ngày so với tháng 4 năm 2024. F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã có gia đình, tăng đến ngày 1 tháng 1 năm 2010, tức là tăng 92 ngày. F4, công dân Hoa Kỳ bảo lệnh anh chị em, tăng đến ngày 22 tháng 7 năm 2007, tức là tăng 44 ngày, như vậy tất cả các việc đều tăng, đặc biệt là, là F2A tăng đến 266 ngày, chúc à, cần chúc các bạn các diện Lịch bỏ hồ sơ của F1 là tháng 5 F1 là ngày 1 tháng 9 năm 2017, à, vẫn giữ như cũ, F2A ngày 1 tháng 9 năm 2023, tức là vẫn giữ như cũ, F2B là ngày 1 tháng 1 năm 2017 vẫn chữ như cũ F3 ngày 1 tháng 6 năm 2010 tăng 92 ngày F4 ngày 1 tháng 3 năm 2008 tăng 0 ngày hoặc là không có tăng có nghĩa là chỉ có một diện là F3 à, lịch mở hồ sơ tăng 92 ngày Trở lại với à, số lượng tồn động hồ sơ tại trung tâm chiếu khám visa NVC. Tính tới tháng 3, à, số lượng hồ sơ đã hoàn tất tại trung tâm chiếu khám visa NVC và sẵn sàng cho phỏng vấn là 374.532 hồ sơ. Số hồ sơ đã được xếp phỏng vấn vào tháng 3 à, cho tháng 3 năm 2024 là 48.117 hồ sơ. Và số hồ sơ còn chờ đợi cho xếp lịch nội vấn sau tháng 3 đó là 326.415 hồ sơ đây là thông tin liên lạc đến à, vị trí chú các bạn có thể đây là địa chỉ liên lạc và liên lạc đến số 7142095229 để, à, để 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 à, liên lạc với vị chú bằng qua fiber hay zalo đều được à, và email là diễn đàn vị trí chú at gmail.com à, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi